Phương Quỳnh kính chào quý khán thính giả của đài VNTV. Phương Quỳnh đang có mặt tại công ty điện tử PCB Design and Assembling. Công ty PCB Design and Assembling sẽ có lớp đào tạo Electronic Technician và Electronic Assembler for những người nào mới sang Mỹ định cư, muốn có một công việc làm ổn định và có bảo hiểm y tế cho gia đình. Nếu quý vị nào muốn biết thêm về lớp học và ghi danh tại lớp học, thì quý vị xin mời quý vị đến VNTV Studio. Sẽ có một buổi orientation, là một buổi thuyết trình về cái lớp học này ngày 12 tháng 10 năm 2017, từ 7 giờ tối đến 8 giờ tối. Kính chào quý khán thính giả của đài VNTV. Phương Quỳnh rất hân hạnh được đứng kế anh Nguyễn Thành Dũng, là giám đốc của công ty PCB Design Assembling. Anh có kinh nghiệm trên 20 năm, anh có bằng cử nhân EE tại trường UCSD và bằng CIS tại trường UPO. Kính chào anh ạ. Chào cô Quỳnh và thân chào và các thính giả của đài truyền hình VNTV. Phương Quỳnh được cho biết hồi nãy là anh sẽ mở một lớp dạy về Electronic Technician và Electronic Assembler ngày sắp tới đây, và anh chính là giáo viên sẽ giảng dạy. Xin anh có thể chia sẻ về cái lớp dạy sắp tới được không ạ? Cái lớp mà cái trước tiên là có hai cái yếu tố chính mà tôi muốn nói ở đây. Cái thứ nhất là nếu tất cả các bạn có điều kiện thì nên tới trường college hay là university để mình học, có một cái bằng để mình advance về cái đời sống của mình sau này. Còn cái những cái lớp học ở đây là thứ nhất là cái lớp học về electronic assembly thì dành cho những người Việt Nam mới qua muốn có một cái công ăn việc làm liền tức thì trong một thời gian ngắn, mình không phải đi tới trường, cho dù trường dạy nghề vocational school hay là ở college tới 2 năm để lấy cái bằng AS rồi ra mới làm, hay là bất cứ một cái nơi nào đó để mình phải tốn thời gian. Thì ở đây tôi với kinh nghiệm tôi có thể rút ngắn lại trở thành một tháng cho electronic assemblers, và cho electronic technician thì thường thường là 2 năm, họ phải học 2 năm cho tới 1.5 năm như tôi mới qua, thì tôi cũng phải đi vô cái trường dạy nghề rồi tôi học ra AS thì là 1.5 năm. Nhưng mà tôi rút ngắn lại trong vòng 3 tháng, tại vì với kinh nghiệm tôi thấy đó, thì những gì tôi đã học nó sử dụng ở bên ngoài rất ít, mà cái thực hành thì nó rất là nhiều. Do đó tôi sẽ tóm tắt lại tất cả những cái gì cần thiết, những cái key mà để mình có thể dùng cái đó để mình đi interview, để mình có việc làm liền mà mình không cần phải tốn thời gian lâu. Cái đó là cái chính mà là lý do chính mà để tôi muốn mở cái lớp này ra cho mấy người Việt Nam mới qua, hoặc giả cho những người đang hiện tại đang làm assembler hay là đang làm QC, Quality Control Inspector, mà muốn advance lên một cái level nữa là electronic technician. Tôi cũng muốn nhấn mạnh một điều là khi mình nói về electronic assembler hay là technician thì nó rất là bao quát, nhưng mà ở đây nó chỉ nghiêng về printed circuit board, là cái board này nè, là tôi đang cầm đây, hay là cô Quỳnh đang cầm cái này, thì mình chỉ chuyên môn về cái này, thì cái này là nó thuộc về chuyên môn của tôi. Chứ còn nếu mà nói về assembler hay là technician thì nó rất bao quát. Người ta có thể đi gắn điện thoại cũng là technician, người ta có thể đi ráp điện cũng là technician, người ta có thể làm bất cứ thay đổi tất cả những cái component ở trong cái TV thì cũng là assembler. Thì cái đó là cái chuyên môn của tôi, mà cái đó là cái mà tôi muốn chỉ lại những cái người học viên sau này. Rồi nếu mà anh nói là cho những người từ bên Mỹ, Việt Nam mới qua mà muốn có công việc làm ổn định, thì cái lớp này là anh sẽ dạy bằng tiếng Việt hay tiếng Anh ạ? Cái lớp này đó phải dạy, bắt buộc phải dạy bằng tiếng Việt, nhưng mà những cái từ trong cái ngành chuyên môn thì bắt buộc phải mình phải dùng cái tiếng Anh, thì như vậy họ mới đi interview được, họ mới có thể hiểu được. Tại vì khi có những cái công ty họ interview mình, đương nhiên họ phải interview bằng tiếng Anh, hoặc giả họ đưa luôn cả những cái bài thi exam, thì trong bài thi đó không có tiếng Việt. Do đó nên những cái terminology chẳng hạn như capacitor, resistor hay là BC board, mình ở Việt Nam mình gọi cái này là bo mạch, nhưng mà cái tiếng Anh nó lại khác. Rồi thông xuôi rồi, chẳng hạn như cái đó là mới nói về cái level của assembler. Còn nếu mà nói về level của technician thì mấy cái inverter chip, những cái NAND gate, những cái AND gate, những cái OR gate, những cái flip flop, tất cả những cái đó nếu mà mình nói mà có dịch tiếng Việt tôi có dịch cũng không được. Do đó nên bắt buộc là giảng dạy bằng tiếng Việt, nhưng mà những cái từ chuyên môn thì bắt buộc phải dùng tiếng Anh.
Rồi Phương Quỳnh được cho biết là ngày 12 tháng 10 năm 2017 là ngày thứ năm vào lúc 7 giờ và đến 8 giờ tối sẽ có một buổi orientation working in America để quý vị có thể đến trước khi đăng ký tham dự học. Thì xin anh cho biết được cái buổi này là sao ạ? Cái lý do mà cái buổi thuyết trình mà tôi mời tất cả các bạn nào mà có ý muốn học hoặc giả là muốn tìm hiểu thêm về hai cái khóa học mà Electronic Assembly với lại Electronic Technician đó, thì các bạn có thể hỏi trực tiếp khi mà tôi trình bày về những gì tôi sẽ giảng dạy, thì các bạn có thể hỏi tôi trực tiếp và có thể thấy trực tiếp. Chẳng hạn như bây giờ nếu mà mình chỉ nghe qua đài radio hay là TV thì mình chỉ nghe nhưng mà mình không có cái opportunity, không có cái cơ hội để hỏi. Còn ở đây mình có thể hỏi và tôi cho các bạn thấy, chẳng hạn như trên tay tôi đang cầm một cái billboard, có nghĩa là cái board chưa có gì hết. Cho đến khi mà một người, nếu mà là một người assembler mà tôi dạy đó, thì sau này từ cái board này không có gì hết, nó sẽ trở thành một cái board này là đã có tất cả những cái component ở trên này. Thì những cái component này đương nhiên chạy bằng máy, nhưng mà ngoài ra đó, người assembler cần phải hàng, cần phải có những cái component nó bị hư thì người assembler cần phải biết sửa. Còn người technician thì bao quát là nếu cái board này hoàn toàn không chạy, khi mình test thì người technician cũng phải có trình độ để sửa cái board này, là để coi tại sao nó không chạy. Nên tới cái buổi hội thảo để có cái câu hỏi trực tiếp và nó thực tiễn hơn để thấy rõ. Tôi sẽ ngay trong buổi hội thảo tôi sẽ cho ngoài cái bare board, tôi sẽ cho coi mấy những cái component nó rất nhỏ mà ở trên thị trường bây giờ là nó quá nhỏ, thì làm sao mình để lên máy được và làm sao mình có thể hàng tay được. Thì những cái đó là các bạn sẽ thấy ngay trong cái buổi hội thảo. Và tất cả những câu hỏi gì các bạn cần hỏi thì tôi sẽ trả lời. Nhưng mà cái chính ở đây đó, thì tôi thấy là thứ nhất là những người mà muốn tiến thân để lên một cái level khác thì dành cho những người đã có đi làm việc rồi. Còn những người từ Việt Nam mới qua, họ chưa có điều kiện để đi học trường lớp, thì đây là một cái điều kiện, đây là một cái opportunity cho họ để họ có thể có một cái ngành nghề liền tại chỗ sau cái thời gian mà huấn luyện ở đây. Rồi hơn nữa là cái công ty mướn họ có thể sẽ cho họ bảo hiểm, thì như vậy thì cũng có cái lợi cho những người mới qua. Cái đó là cái mục đích của tôi, cái đó là mục đích chính. Phương Quỳnh xin nhắc lại là buổi orientation hội thảo Working in America sẽ diễn ra vào ngày 12 tháng 10 năm 2017 từ 7 giờ tối đến 8 giờ tối tại VNTV Studio. Rồi trước mặt tôi đó là Jenna, cô Jenna Trần đó, đang solder cái component một cái capacitor lên trên cái mạch board, trên cái board mạch. Đó, như các bạn thấy thì cái lớp học về Electronic Assembly đó, cho những người assembler đó, thì sẽ học trực tiếp là hàng như vậy nè. Thì cái này là cái mà hiện tại giờ những công ty điện tử đang rất cần. Đó là làm sao phải có một cái tay nghề, chẳng hạn như Jenna đang hàng đó, từ con lớn cho tới con nhỏ xíu, đang hàng để cho nó dính vô trong cái bo mạch. Thì cái này là cái mà những bạn học về Electronic Assembly sẽ nguyên một tháng, gồm hai buổi thứ bảy và chủ nhật, là liên tục ngồi hàng hết bo này tới bo kia và hết cái component từ lớn cho tới nhỏ. Ở như Jenna đang làm là cái con đó, là cái con đầu tiên là capacitor, con thứ nhì mà Jenna đang làm đó, đang hàng đó, là cái đó là con resistor. Nhìn thì thấy là Jenna để một cái con nó lên là không tới 10 second, không tới 10 giây. Nhưng mà thật sự các bạn bắt đầu học đó thì có thể 5 phút chưa xong được một cái linh kiện điện tử ở trên cái mạch board. Cái lớp học sẽ được dạy ngay tại đây và các bạn sẽ thực tập ngay tại đây. Thì ở trên mỗi một cái station ở đây đó là có thể chứa được 20 bạn, và ở đây có đầy đủ tất cả những cái mỏ hàng, những cái dụng cụ để cho các bạn thực tập. Cũng muốn nói để mấy bạn hiểu đó, là tất cả những gì mà Jenna mới vừa hàng đó là chỉ demo. Chứ thật sự tất cả những cái linh kiện điện tử, cái component đó, nó được place on cái board đó bằng máy hết à. Cái này nhưng mà cái người assembler bắt buộc phải biết làm. Cái này trong trường hợp mà nếu máy
nó bị thiếu sót, hay là trong trường hợp là máy nó bị down, bị downtime đó, thì bắt buộc mình phải làm bằng tay. Thì những gì, cái đó là lý do tại sao mà tôi muốn giải thích để quý vị hiểu. Jenna làm bằng tay là từ nãy giờ, chẳng hạn như mình thấy đây nè, IC nè, capacitor, resistor 3, 4, 5, 6 cái trong vòng 5 phút. Nhưng mà với những người mới bắt đầu học thì tôi nghĩ rằng là lúc ban đầu thì nó chậm, tại vì kinh nghiệm của Jenna đã quá nhiều rồi. Trong khi đó những người mới thì là phải từ từ, thì tôi nghĩ là trong vòng một tháng cũng đủ để có cái căn bản để đi xin việc làm. Nhưng mà nếu mà nói để thật giỏi đó thì nó phải học qua cái thời gian, có nghĩa là học qua kinh nghiệm. Dạ, xin anh cho biết là thể lệ ghi danh như thế nào và điều kiện nào để học viên có thể ghi danh và giờ giấc ạ? Như tôi có trình bày trước đây đó, thì các bạn tới dự cái buổi hội thảo do tôi thuyết trình về hai cái khóa học cho Electronic Assembly này, Electronic Technician đó, thì cái đòi hỏi cho một cái người muốn học Electronic Assembly thì không cần có cái level nào hết. Nếu một người nào lanh lẹ, nhanh nhẹn thì sẽ đạt được cái mục đích nó lẹ nhanh hơn. Còn không thì mình cũng phải thực tập. Thì cái đó là cho cái người mà học Electronic Assembly, không cần phải có bằng cấp, không cần gì hết. Nếu biết được tiếng Anh thì quá tốt. Thì cái đó là cái mà tôi nghĩ là cái đó, nếu mà trong tương lai dự định đi xin việc làm tại Mỹ thì bắt buộc cái tiếng Anh phải có. Không cần nhiều nhưng mà có đủ để mình phỏng vấn với người khác. Còn với cái trình độ của một cái người technician thì cái người đó ít nhiều gì cũng đã phải biết một chút về điện tử rồi. Phải biết một chút về điện tử. Thì cái đó khi mà tôi dạy những cái khóa về analog hay là digital thì họ có thể họ nắm bắt được dễ dàng hơn. Rồi cái lớp học, cái khóa học sẽ đào tạo cho Electronic Assembly đó là mỗi tuần vào thứ Bảy và Chủ nhật từ 1 giờ tới 5 giờ. Và cái khóa học là một tháng cho Electronic Assembly. Cho Electronic Technician á, thì cũng mỗi tuần là thứ Bảy và Chủ nhật từ 1 giờ tới 5 giờ, nhưng mà lại là cho 3 tháng. Thì đó là cái chương trình. Các bạn khi tới dự cái buổi hội thảo thì sẽ có chi tiết hơn. Và nếu có thắc mắc bất cứ một câu hỏi nào thì lúc đó là tôi trả lời, hoặc cô Vân Anh tại đài VNTV sẽ trả lời cho các bạn. Một lần nữa, quý vị nào muốn biết thêm chi tiết ghi danh về lớp học, xin mời quý vị hãy đến buổi hội thảo vào ngày 12 tháng 10 năm 2017, thứ Năm từ 7 giờ đến 8 giờ tại VNTV Studio để biết thêm chi tiết. Dạ, quý vị nào muốn ghi danh buổi orientation hội thảo Working in America, xin quý vị hãy gọi số điện thoại 619-793-9103 hoặc số điện thoại 408-669-7225. Phương Quỳnh xin đọc lại số điện thoại một lần nữa là 619-793-9103 hoặc là số 408-669-7225. Phương Quỳnh cảm ơn quý khán thính giả đã theo dõi chương trình và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ sau.